chuyện gì quan trọng mà anh phải hẹn tôi qua đây nói chuyện? Tôi thấy ca sĩ mà cậu đang đào tạo rồi, Liêu Lom đó, có vẻ sẽ sử dụng được hiệu suất làm việc tốt. Tương lai cô ấy sẽ đi xa đó. Tiếc thật, tôi không nên nhìn Thiển Cận vậy. Cậu vẫn nhìn sáng suốt hơn. Tại sao cậu lại chuyển qua làm cho Roger rồi? Nên tôi mới gọi cậu. Sam đã nói với tôi, anh là người ra lệnh cho anh ấy tự làm tất cả. Ông Tommy đã rất tức giận khi biết được những việc làm sai trái của Sam đối với Acha. Chị định để đến khi nào nữa? Gọi cho dì Perun được rồi. Chị vẫn chưa sẵn sàng nữa. Hôm nay chị mệt quá. Trong khi đó, Blue vẫn chưa đủ can đảm để nói với bà Perun rằng Bình đã trở thành một ca sĩ có tiếng tại Bangkok. Chắc chắn mẹ chị sẽ đau lòng mà khóc nhiều lắm. Mời quý khán giả đón xem tập 26 bộ phim Gái Nhà Quê phát sóng lúc 20:50 ngày 2 tháng 10 trên kênh QRT.